trọng kính chào quý khán giả của hệ thống đài truyền hình Việt Face và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Kim Tiền Sát Phạt của chúng tôi. Hôm nay ngày 27 tháng 12 năm 2018, Tris Thùy Linh rất hân hạnh được trở lại với chương trình để đem lại cho quý vị những công thức và khái niệm mua bán trao đổi trên thị trường chứng khoán với mục tiêu làm ra thật nhiều lời. Cùng với Thùy Linh trong ngày hôm nay là anh Nguyễn Thành Vũ, giám đốc điều hành công ty NTV Financial Group. Anh là một investment banker, một underwriter có đường dài kinh nghiệm sát phạt trên thị trường chứng khoán trong hơn 2 thập niên qua với Goldman Sachs. Xin chào anh Vũ. Chào Tris Thùy Linh, kính chào quý vị khán giả của đài Việt Face TV. Đây là một trong những chuỗi ngày mà nó ghê gớm nhất, khó đoán nhất của rất là nhiều analyst luôn, cả những người investor họ làm rất là nhiều mistake trong tuần này. Mặc dù vậy nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những thông tin rất là đặc biệt và tại sao chúng tôi vẫn cười được và lại vẫn make money được cho quý vị trong những chuỗi ngày này. Tại vì chúng tôi có một cái tính toán mà tính toán trước. Nhớ rằng khi mà trong thị trường chúng ta phải tính trước, không thể tính sau được. Quý vị không thể nào vừa tính vừa chạy vừa execute. Cái đó là những cái mà sai lầm nhất của chúng ta là đang ăn đang nói. Là hai cái là sai nhất, cho nên chúng ta khi nói là không ăn và khi ăn là không nói. Đó là cái quan trọng nhất trong vấn đề mà trading stock, thưa quý vị. Dạ đúng rồi. Công ty NTV Financial Group, đặc biệt là Nguyễn Thành Vũ, thì lúc nào cũng rất là lạc quan, lúc nào cũng rất là vui và cười. Tại vì mặc dù thị trường nó swing up and down rất là khó đoán, giống như hôm trước là swing xuống là lên 1.000 điểm và hôm nay xuống 600 điểm. Cái swing nó quá lớn, một ngày mà tới tận 1.000 điểm, rồi có những tuần trước thì rớt hẳn 800. Vậy thì những cái swing như vậy thì nói lên điều gì thưa anh? Thưa quý vị thấy Tris thì Linh theo dõi thị trường rất là tốt. Thì Tris thấy là thị trường xuống 600 điểm nhưng mà đã mới có nửa ngày và chỉ còn có một tiếng đồng hồ cuối cùng thôi thưa quý vị. Thị trường nó swing lại positive từ trừ 600 điểm ngày hôm nay và nó đã lên ngược lại tới lên 260 điểm. Có nghĩa là nó swing vào khoảng có 860 điểm thưa quý vị. Và cái điều đó nó cũng correlate với cái swing của hôm qua nó cũng swing từ điểm zero flat cho đến khoảng 1.000 trên 1.000 điểm. Thì quý vị thấy đây những cái mà rất là khó cho những người mà họ đoán được, nhưng mà chúng tôi rất là đơn thuần. Tại sao trong cái công thức đếm ngày chúng tôi đếm rất là kỹ lưỡng. Tôi biết rằng ngày hôm nay cho dù thị trường nó xuống nó retest thì chăng nữa, nó nửa ngày thôi thì program trader phải vô, tại vì không vô không được, tại vì cái short sell level của nó quá cao thưa quý vị, nhất là những cổ phiếu như là Bilibili, như là IQ, như là Apple Computer, Facebook, Alibaba, nó là những cổ phiếu đã bị short sell overloaded. Cho nên khi mà thị trường nó nửa ngày mà tôi thấy nó vẫn như vậy mà mình đã đoán từ ngày hôm qua nó sẽ phải retest lại nửa đường thì nó sẽ trở lên lại. Đó là cái vấn đề bình thường. Cho nên nếu quý vị nào mà sáng sớm này mà bán ra mà vừa lúc mà xuống 600 điểm nghĩ rằng đây là chắc mình phải lấy take profit đi, hôm qua mình lên 1.000 điểm mà. Thôi mình take profit đi, đúng không? Mình có được lời bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu. Thì quý vị đã lầm to, đúng không? Cho nên nhưng mà trong nguyên tắc đó chúng tôi lại mua lại thêm. Hồi sáng này tôi không, khi mà nó xuống pullback 600 điểm, tôi thấy Apple Computer xuống 6 đô la rồi. Tôi nghĩ rằng tôi ngồi tôi cười thầm, tôi nghĩ đây là một những cơ hội mà trăm năm hiếm có chứ không phải là một lần. Nó lâu lắm rồi nó mới retest lại để cho chúng ta thấy nửa đường như vậy. Và đây là công thức rất là đơn giản quý vị. Khi mà nó lên 1.000 điểm nó pullback 500 điểm trong một cái thời hạn dài bằng nhau, có nghĩa là 4 tiếng đồng hồ lên, 4 tiếng đồng hồ xuống, mà xuống nửa đường quý vị chuẩn bị cho 4 tiếng đồng hồ kế tới nó sẽ break out và nó lên upside. Cho nên mới có 1 tiếng đồng hồ sau nó reversal lại và nó quay vào tất cả những cái loss. Thì quý vị tưởng tượng ngày mai chuyện gì xảy ra. Ngày mai rất là nhiều confidence, ngày mai Wall Street quý vị a lot of confidence, nó thấy ngày mai nó gap lên vài 300 điểm rồi nó đánh lên 1.000 điểm nữa. Rồi quý vị thấy trong vòng 6 ngày sao tự nhiên nó từ ngay chỗ 22.000 lên tới 26.000 trong vòng 6-7 ngày. Ngày nào cũng lên 1.000 điểm. Ôi sao kỳ vậy? Tại sao mà ngày nào nó cũng xuống vào 13 ngày nay nó xuống break new low, mà vì tự nhiên trong mấy ngày nó wipe out tất cả và trở lên lại. Không có ai đoán được hết. Và tất cả những người nào mà đã nói là thị trường nó sẽ collapse, sẽ xuống và Donald Trump sẽ wreck cả cái economy này, thì tất cả những người đó họ sẽ hoàn toàn phải reverse lại cái decision đó và chuẩn bị mua lại. Chúng tôi rất là vui khi mà thấy những chuyện này xảy ra, tại vì nó nằm trong cái tầm tay của mình, nó nằm trong sự đoán của mình. Và tôi nghĩ những cái điều đoán này đó ít nhiều gì nó xảy ra, mà xảy ra rất là rõ ràng trên nền tảng, để một lần nữa để nó chứng minh lại thôi là những cái công thức mà tôi đã xài trong 10 năm nay nó vẫn work như thường, thưa quý vị. Cho nên quý vị nào mà đã có những tài khoản chúng tôi, quý vì đừng có lo ngại vấn đề mà nó swing quá nặng, tại vì sao trong vòng 10 ngày nó sẽ wipe out và nó swing ngược lại, và tất cả những cái gì mình đã bị loss trong vòng khoảng cỡ 13-14 ngày nay nó sẽ quay vào trong vòng mấy ngày thôi quý vị.
Dạ đúng rồi, cảm ơn anh Vũ. Thực ra thì trong 2 tuần vừa rồi, khi mà Thúy Linh ngày nào cũng vô trong office mà thấy thị trường nó rớt như vậy thì cũng lo lắng, cũng freak out, cũng hỏi anh Vũ là chết rồi, anh giờ không biết làm sao. Khách thì gọi cho Thúy Linh rất là nhiều, mỗi một ngày gọi không biết bao nhiêu lần. Phải một ngày không biết phải tiếp chuyện mấy chục cái cú phone là hỏi bây giờ thị trường nó rớt quá trời như vậy, bây giờ mình làm sao, mình tiếp tục mình mua vô hay là mình mở account thời điểm này có ok hay không, và nếu mà mình bán đi, tại vì bây giờ không biết là nó đã hit rock bottom hay chưa. Với tất cả những cái câu hỏi như vậy thì Thùy Linh thực sự ra cũng có lúc, cũng có những giây phút rất là hoang mang. Mặc dù là anh Vũ ngồi bên cạnh hỏi anh Vũ đã nói là không sao hết, thị trường nó chỉ là cái correction, cái healthy cycle của nó, và nó sẽ đi lên lại trong vòng một tuần nữa, và khi bắt đầu năm 2019 thì chúng ta nhìn thấy là thị trường nó sẽ khả quan hơn nhiều. Thì đúng là thị trường đã đi theo cái hướng dự định của anh Vũ, dự tính mà anh Vũ đã nói với Thùy Linh, thì Thùy Linh cảm thấy là lại thêm một lần nữa khẳng định rằng là những cái công thức mà anh Vũ làm theo, và những cái secret technique của anh, và những cái nhận xét, nhận định về thị trường lúc nào cũng rất là đúng. Và nhân tiện đây thì Thùy Linh cũng luôn nói luôn là có những người khách hỏi Thùy Linh là không biết tại sao thị trường rớt như vậy mà chương trình NTLF vẫn được guarantee 16%, và công ty có làm ra được tiền lời như vậy không để mà trả được 16%, hay là công ty phải cover cái phần loss, thì không biết là anh Vũ có cái comment một chút xíu gì về cái này. Cảm ơn quý vị, thật sự ra đây là một cái câu hỏi rất là đúng. Thì rất là nhiều quý vị nghĩ rằng NTV hay là Nguyễn Thanh Vũ, cá nhân tôi là giống như là thị trường, tôi không phải là thị trường, thị trường là thị trường, tôi là tôi, và công ty NTV Financial vẫn nằm trên thị trường, không dưới thị trường được, thưa quý vị. Tại sao? Lý do đơn giản thôi quý vị, tại vì khi mà thị trường nó correction, đó là cái dịp chúng tôi mua, chỉ trong vòng 2 ngày nay thôi, thưa quý vị. Chỉ gần trong vòng 2 ngày nay thôi, NTV Financial đã cover, đã make a lot of money đủ để cho quý vị trả luôn cái phần của quarter, next quarter cho quý vị nữa. Tại vì nhớ cái option của chúng tôi, chỉ cần thị trường nó swing 10%, chúng tôi đã swing vào khoảng 30-40% rồi. Vì thế cho nên rất là nhiều người nói, ủa tại sao một quarter anh làm tới 40-50% lời mà công ty khách của mình chỉ được có 4% lời thôi. Đương nhiên chúng tôi phải trả overhead, chúng tôi phải trả tất cả những analyst của chúng tôi, những người trader của chúng tôi, và đương nhiên chúng tôi phải retain lại rất là nhiều tiền ở trong công ty của chúng tôi để mà cover những cái thời điểm nào mà quý vị cần withdraw immediate, mà lúc đó chúng tôi nghĩ cái liquidation của stock không đủ thì chúng tôi phải lấy cái retaining tiền. Retaining tức là tiền mình để dành qua rằng bên đó, những cái tiền mà mình làm lời mình để qua bên để mà làm gì. Trên nguyên tắc chúng tôi có thể lấy ra, chúng tôi có thể trả lương cho chính cá nhân tôi được, nhưng mà tôi không có muốn làm điều đó, thưa quý vị. Tôi là một trong những giám đốc mà của một công ty mà tôi cũng phải tự hào gì, nhưng mà tôi là một giám đốc mà chỉ lấy một đô la một năm thôi, thưa quý vị, mà trên sổ sách là như vậy. Cho nên thật sự trên nguyên tắc là chúng tôi có thể, tôi có thể lấy ra 300-400 ngàn một năm để mà trả lương cho chính cá nhân tôi, nhưng tôi không làm điều đó. Tôi muốn dành tất cả số tiền đó trong công ty để nó retain lại, và nó để nó có một cái book value thật là cao, để mà làm gì, để mà bảo vệ cái tài sản của quý vị là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa đó là chúng tôi đang định hướng cho một cái gì tương lai, mà cái tương lai đó là cái gì thì chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe về cái tương lai của chúng tôi làm gì. Dạ, đó chính là câu hỏi mà để liên qua cái câu hỏi thứ hai của Thùy Linh. Đó là công ty NTV Financial Group của chúng tôi, mặc dù mới được có một năm nhưng mà sự phát triển quá nhanh, quá mau, quá mạnh, và được sự ủng hộ tin tưởng của rất là nhiều quý khán thính giả ở khắp mọi nơi trên hơn 50 tiểu bang nước Mỹ, và bây giờ chúng tôi đã mở rộng ra ngoài cả bên ra khỏi Hoa Kỳ, và chúng ta qua bên Úc Châu và bên Âu Châu cũng như là về tới Việt Nam. Thì với cái sự phát triển như vậy thì mọi người rất là, có những người vẫn còn thắc mắc là không biết công ty NTV Financial Group làm sao để mà có thể phát triển nhanh đến như vậy và mạnh tới như vậy. Rồi có những người mà đã từng đầu tư với công ty thì họ đã rất là tin tưởng, và họ đã có những cái account lên tới cả vài trăm ngàn. Họ cũng muốn là không biết có cách nào để tham gia vào để có thể be part of NTV Financial Group. Thì công ty chúng tôi cũng như là anh Nguyễn Thanh Vũ đã bắt đầu có những cái dự án để mở rộng hơn, và
bắt đầu có cái ý tưởng là sẽ đưa NTV Financial Group lên sàn chứng khoán và bắt đầu ra IPO. Và đây là cái dịp để cho tất cả mọi người, những ai mà interested hoặc là muốn make more money hoặc là be part of our very profitable corporation, thì đây là một cái cơ hội tốt để quý vị có thể consider và có thể tìm hiểu thêm về cách làm sao để mà có thể có được những cái stock của công ty NTV Financial Group. Và với cái profit nhiều như vậy của công ty thì chúng ta sẽ được hưởng một phần ở trong cái profit pool đó. Thì hôm nay Thùy Linh sẽ hỏi anh Nguyễn Thanh Vũ để giải thích thêm về cái dự án này, cũng như là làm sao để chúng ta có được cái IPO cũng như là NTV Financial Stocks. Kính thưa quý vị, đây là một cái sự ao ước của rất là nhiều investor của chúng tôi. Tại vì rất là nhiều quý vị đã đầu tư trong NTV, NTLF Fund và chỉ lấy được phân lời là 16% một năm. Trung bình cao nhất là lên tới khoảng 35%. Nhưng quý vị lại quan mang là tại sao chúng tôi làm rất là successful như vậy, thì những cái tiền lời đó nó đi về đâu? Mà tôi thì nhận lương chỉ có $1 thôi. Như vậy thì nó nằm ở đâu? Kính thưa quý vị, tất cả nó nằm ở tại NTV Financial Group. Nó nằm trong cái corporation của chúng tôi, để mà chúng tôi đang build một cái nền tảng rất là mạnh để mà chúng tôi chuẩn bị IPO công ty này. Và khi mà IPO của chúng tôi có nghĩa là Initial Public Offering, chúng tôi mang cái công ty mình lên sàn chứng khoán của Wall Street để làm gì, thưa quý vị? Để mà tất cả mọi người chúng ta đều có thể tham dự vào và chính quý vị có thể đầu tư vào và mua được. Và ngày hôm nay chúng tôi đang chuẩn bị để mà tung ra bước đầu tiên của IPO của chúng tôi, là tung ra một cái private placement để mà chúng tôi initially chúng tôi đang value công ty chúng tôi chỉ có 17 triệu đô thôi, 15 triệu đô thôi quý vị. Có nghĩa là sao? Một công ty tầm cỡ như chúng tôi mà chỉ có price có 15 triệu đô thôi, nhưng mà tài asset của chúng tôi đã trên 15 triệu đô rồi. Những cái NTLF quý vị thì không phải là tài sản của chúng tôi. NTLF fund nó là tài sản của quý vị chứ không phải là của công ty NTV Financial. Mặc dù nó là một cái khối tài sản khổng lồ, nhưng chúng tôi không được account nó cho một phần của công ty của chúng tôi. Cho nên công ty chúng tôi right now, trong cái nền tảng bây giờ, tôi chỉ định được là tài khoản của chúng tôi là khoảng có 17 triệu đô la. Để làm gì? Để mà chúng tôi định như vậy và chúng tôi sẽ đưa vào cái book và sổ sách chúng tôi, đó là book value của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ chia đều ra 1 triệu cổ phần. Tức là 1 triệu cổ phần chúng tôi sẽ issue đầu tiên sẽ có cái giá trị của book value. Book value tức là mình lấy cái asset, mình trừ cái liability, là những cái gì mà mình thiếu nợ hay là vân vân đó, mình trừ ra rồi thì mình còn lại cái shareholder equity cộng với retaining fee của chúng tôi, là những cái tiền mà chúng tôi để trading mà lời đó chúng tôi để lại trong công ty đó, thì cộng vô cái đó thì nó có một con số tiền. Và con số tiền đó sẽ chia ra một số những cái cổ phần chúng tôi đang issue, đó là 1 triệu có cổ phần. Thì là một cổ phần chúng tôi bây giờ là 17 đô la trên book value, có nghĩa là trên cái giấy tờ của chúng tôi là 17 đô la. Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ make một cái special deal cho tất cả chúng ta, là những người mà đang sắp đầu tư với chúng tôi, là chúng tôi sẽ issue ra và bán cổ phần dưới giá 15 đô thôi. Có nghĩa là sao? Nhưng mà còn hơn cái điều đó nữa, tôi sẽ cho quý vị có một thời gian để mà quý vị suy nghĩ về cổ phần này. Chúng tôi sẽ lock cái price cho quý vị là 15 đô với một cái convertible note. Có nghĩa là cái note này quý vị trong vòng 12 tháng quý vị có thể exercise thành 15 đồng một cổ phiếu, và mỗi một holder chúng tôi sẽ revalue lại, tức là những người CPA của chúng tôi sẽ dùng public auditing để mà họ revalue lại cái cổ phiếu, cái số tiền, cái price cổ phiếu. Ngày hôm nay chúng tôi định là 17 đồng book value, nhưng mà next quarter chúng tôi sẽ project là 20% growth của cái tài sản của chúng tôi. Cho nên 20% có nghĩa là cái cổ phiếu này 17 đồng book value sẽ lên vào khoảng cỡ 19 đô la, các thưa quý vị. Mà khi lên 19 đô la đó thì là chúng tôi sẽ issue cái offer buying back cái cổ phiếu đó, chứ quý vị có quyền bán lại cho chúng tôi, hoặc là quý vị có thể trao đổi cổ phiếu đó cho những người khác. Ví dụ như những người nào mà xung quanh quý vị muốn mua đó, thì chúng tôi đã định cái giá và chúng tôi đưa cái giá đó ra cho thị trường rồi, thì quý vị có thể mua cái giá đó hoặc là trao đổi với nhau, hoặc là mua lại chúng tôi. Đương nhiên chúng tôi không thể nào mua cái giá lại bằng cái giá thị trường, chúng tôi sẽ mua lại in a discount một chút xíu, nhưng mà vẫn lời cho quý vị như thường. Tại quý vị đã exercise với giá 15 đô rồi, quý vị có tới 12 tháng để exercise. Cái no này là nó giá trị 12 tháng, có nghĩa là quý vị bỏ mua cái no của chúng tôi. Cái no chúng tôi định giá bây giờ là 100 ngàn một cái note, chúng tôi sẽ không bán dưới 100 ngàn một cái note, tại vì chúng tôi không muốn là ai cũng vô nhắc rất là khó để mà tính toán. Và cái no của chúng tôi sẽ được luật sư của chúng tôi, đó là một trong những luật sư uy tín và lớn nhất Orange County về security, một luật sư của một người Hoa Kỳ, họ sẽ làm một cái no cho chúng tôi và sẽ xác nhận cái no đó, và chúng tôi sẽ dùng 100 ngàn của quý vị và làm ra tiền cho quý vị và cho quý vị exercise cái no đó với giá là 15 đồng một cổ phiếu. Có thể là next quarter nó lên 19 đồng, quý vị mình đã có cái price exercise 15 đồng, mà bây giờ cổ phiếu mình đang định trị giá là 17 đồng, chưa gì hết quý vị đã lời rồi.
Quý vị thấy không? Hay là 18, 19 đồng nó ra lời rồi. Chưa gì hết nó ra lời 4 đồng một cổ phiếu. Chưa gì hết là trong tay mình đã có 40 ngàn đô la là tiền lời trong cái giấy tờ của mình rồi. Quý vị có thể bán cổ phiếu lại 19 đô la cho bất cứ một người nào cũng được. Nếu mà mình muốn, chúng tôi sẽ xác nhận cái cổ phiếu, cái giá trị cổ phiếu đó bằng cách là các người CPA của chúng tôi sẽ xác nhận cái điều đó. Và khi mà xác nhận rồi thì chúng tôi sẽ offer một cái deal để mà mua lại cái cổ phiếu đó. Có thể next quarter chúng tôi sẽ không mua lại giá 15 đồng nhưng chúng tôi mua lại giá 18 đồng. Tại vì chúng tôi đã làm lời tới 20 đô la rồi thì chúng tôi có thể mua lại cái giá 18 đồng được. Thì quý vị dẫn lời như thường, nếu bị thích thì exercise thì bán lại chúng tôi thôi, thì công ty chúng tôi sẽ mua lại. Cho nên đó là cái cách mà chúng tôi làm, những công việc chúng tôi làm được để mà bảo vệ quý vị trong cái giai đoạn pre-IPO. Tất cả những công ty khác về vấn đề về pre-IPO đó, họ không có cho quý vị những cái lối thoát như vậy đơn giản. Khi quý vị đã mua một cái pre-IPO rồi, quý vị hãy stay cho đến khi nào một có hai định chuyện thôi. Một là nó phải bankruptcy, nó phải phá sản. Hai là nó phải đi tới cái level là lên sàn chứng khoán để mà quý vị bán cổ phiếu nó ra được. Chỉ có hai cái lựa chọn đó thôi. Nhưng mà công ty chúng tôi, cá nhân tôi, vì tôi biết rằng chúng tôi có zero burn rate, có nghĩa là sao? Giám đốc thì lấy lương chỉ có một đồng một năm thôi. Còn Trish thì tiền lương của Trish đã được NTLF fund, nó finance, nó trả cho cái tiền lương đó rồi. Cho nên tất cả những cái tiền mà chi phí của cái công ty của chúng tôi trên nguyên tắc nó là zero. Tại sao? Vì tất cả những lương bổng của chúng tôi đã được kế toán trả bằng NTLF fund rồi, trong cái phần mà lời của đó rồi. Cho nên chúng tôi đã xong cái phần đó rồi. Cho nên quý vị rất là hầu như là giống như là cái này là risk free, almost là risk free rồi. Cho nên tất cả bất cứ lúc nào cái burn rate của tôi là zero. Ngày xưa Amazon một quarter burn gần khoảng cỡ 600 triệu đô la, burn liên tục khoảng 3 năm, quý vị biết chỉ còn có 2 tháng cuối cùng thôi. Nếu mà Amazon không đủ tiền để mà trang trải đó là nó phải đóng cửa như tất cả những cái hệ thống mà online lúc đó. Cho nên rất là nhiều công ty bây giờ IPO có nghĩa là nó sẽ thành công. Thì khi mình ra IPO mà cái burn rate nó cao quá không được quý vị. Ví dụ như bây giờ quý vị phân cho một công ty là 100 triệu mà mỗi một khối một tháng nó burn 10 triệu, như 10 tháng là nó đốt sạch hết tiền của mình rồi. Đúng không? Như vậy thì bài tháng thứ 12 mà dầu cho nó launch cái product nó ra thành công đi chăng nữa thì nó cũng đã sập tiệm rồi, nó không còn gì để làm nữa. Nhưng mà công ty chúng tôi không có gì để burn. Tất cả tiền quý vị khi mà vừa vào công ty của mình là mình sẽ đưa thẳng vào asset và trading liền. Và nó sẽ make money right away, cho nên cho dám project được là 20% growth cho mỗi khối đời là chúng tôi là như vậy. Cho nên đây là một trong những cái tính toán đường xa, đường gần, tất cả đều an toàn. Đương nhiên tôi không nói là 100% an toàn, tại vì tôi không phải là Chúa, cho nên Chúa có thể sẽ định được cuộc đời của tôi thôi. Nhưng mà tôi có thể định được tất cả những gì mà tôi nói được cái ngày hôm nay của quý vị. Đó là những cái số tiền mà mình mang vào công ty để mà chúng ta làm cái IPO này, nó sẽ không bị burn. Đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Nó không phải trả chi phí cho bất cứ gì hết. Nó chỉ dùng để mà make money, để mà đợi đúng ngày, để mà tôi làm cái S1 và chúng tôi chuẩn bị để mà tung nó ra thôi. Cái show kế tới chúng tôi sẽ nói rất là nhiều về cái này chi tiết hơn cho quý vị. Để cho quý vị biết rằng chúng tôi có hai cái option để IPO. Không phải là chúng tôi cũng làm với file S1 để ra IPO đó quý vị. Tôi có thể mua bất cứ một công ty nào ở trên thị trường. Chúng tôi có thể lấy 15-20 triệu, chúng tôi ra tôi mua một công ty nó đang không có làm ăn gì được. Dù khoảng cỡ vài triệu thôi, 1 triệu đô la đi. Tôi mua cái tên của nó. Sau đó chúng tôi sẽ rename nó lại. Mình sẽ file cái Q10 với Q1 lại. Thì khi mình file cái paperwork mình lại rồi thì mình sẽ rename công ty mình lại. Thì mình vẫn có cái ticker symbol để mình tiếp tục mình trade. Bởi vì theo, cho nên thật sự ra mình có rất là nhiều option để move forward. Còn cái vấn đề mà ra IPO là vấn đề của chúng ta. Và tôi sẽ làm bất cứ gì tôi làm được trong thời gian ngắn nhất để mà mang công ty mình lên sàn, để mà quý vị có thể liquidate cái cổ phần đó. Và đương nhiên khi mà chúng ta liquidate cổ phần đó thì mỗi một cái cổ phần của quý vị không phải chỉ lời 1 đâu mà sẽ lời 10-15%, 10-15 lần hơn. Có nghĩa là nếu mà cổ phiếu của quý vị mà ngày hôm nay mà tôi bán cho quý vị là giá là 15 đô la, nếu lên sàn nó phải lên 150 đô la trở lên chứ không có dưới được. Đương nhiên là mình không có lên cái giá đó, giá cao như vậy mà mình công ty mình chưa có tài sản thì người ta sẽ không có thường mình. Cho nên mình sẽ split nó ra. Trước khi ra IPO tôi sẽ split cái cổ phiếu ra 10-1, có nghĩa là mỗi cổ phiếu quý vị có sẽ split ra thành 10 cái cổ phiếu khác nhau để cho cái price nó thấp xuống lại, để mà khi mình ra IPO không có bị ngán. Người ta không có ngán rồi, không ai dám mua cái cổ phiếu mà IPO 150, đúng không? Cho nên người ta có thể mua cái cổ phiếu IPO 15 đồng thôi. Nhưng mà tôi đã split ra 10-1 rồi chứ quý vị. Cho nên đây là những cái mà tôi làm được. Cho nên quý vị cứ an tâm và chuẩn bị để mà chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề này trong những show tới. Dạ, cảm ơn anh Vũ. Very excited. Chính bản thân Thùy Linh cũng như là anh Nguyễn Thanh Vũ và toàn thể công ty NTP Financial Group, chúng tôi rất là excited về cái project này, và vẫn đang tiếp tục
phát triển và sẽ đưa nó vô trong cái reality, tại vì chúng tôi từ trước tới giờ cũng đã mơ ước cái vấn đề này và cũng rất là nhiều người clients đã hỏi, thì chúng tôi cũng từ từ để mình bắt đầu build up cái company và chúng tôi sẽ từ từ sẽ đưa lên công ty NTB Financial Group lên trên sàn chứng khoán, và mọi người có thể hưởng thêm cái profit ngoài những cái chương trình đầu tư riêng của công ty vì quý vị đã make profit rồi, nhưng mà nhiều người còn, tất nhiên là chúng ta ai cũng muốn càng make nhiều tiền hơn nữa càng tốt, cho nên là đó cũng là một cái giấc mơ của NTB Financial Group. Lần tới thì chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này, thì xin quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình Kim Tiền Sát Phạt của chúng tôi hàng tuần trên Vietface TV. Và hôm nay là chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là qua năm mới, thì chú Linh cũng và anh Nguyễn Thanh Vũ cùng toàn thể công ty NTB Financial Group xin chúc quý vị một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe, cũng như là chúng ta cùng nhau làm ra thật nhiều tiền lời. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.